Phá nhanh vụ án giết người, những ngày cuối năm ở Sóc Trăng, Thượng tá Phạm Quốc Khái, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Vũ, 30 tuổi, về hành vi giết người. Theo hồ sơ, thì khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1, Lâm Huy Hoàng Em, sinh năm 1989 ở Sóc Trăng, đi cùng với một người bạn đến khu vực nhà trọ Bích Thủy, thì gặp Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1989. Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp nhau, Hoàng Em và Vũ đã xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Trong quá trình ẩu đả, Vũ đã sử dụng cây dao bấm đâm nhiều nhát vào người của Hoàng Em, khiến cho em tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vũ mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an huyện Trần Đề điều tra vụ án, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1, đối tượng Nguyễn Văn Vũ đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước thành tích phá án nhanh của ban chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Lê Minh Quang đã thưởng nóng ban chuyên án 10 triệu đồng, khen thưởng đột xuất cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án nhanh trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thưởng nóng cho ban chuyên án và treo khen thưởng đột xuất cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra và khám phá án.